Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì lời nói đầu tiên, em xin kính chúc quý anh chị có một năm 2023 với nhiều niềm hân hoan, hạnh phúc, sum vầy bên người thân và gia đình, đặc biệt là mọi sự đều như ý, thành đạt, hanh thông và may mắn. Cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã luôn đồng hành cũng như là theo dõi và ủng hộ kênh. Thì ngày hôm nay em xin phép được là một cái video đánh giá về tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại, cũng như đưa ra góc nhìn của cá nhân em về diễn biến thị trường và một số điểm cần chú ý ở trong năm 2023. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh ha. Thì đầu tiên em sẽ đánh giá về thị trường ở trong tuần trước, cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, và chúng ta sẽ đi qua cái yếu tố kỹ thuật hiện tại của VN Index, và sau đó là đi qua lần lượt các cái nhóm nha. Thị trường chúng ta đóng cửa mức là 1.108 điểm, tương đương với mức tăng là 0,89%. Có thể nói đó là một phiên giao dịch đáo hạn phái sinh. Thì về mặt diễn biến kỹ thuật ở trong phiên, nó đã có những cái biến động tương đối lớn, nhưng rõ ràng có thể thấy được là xét về cái diễn biến tâm lý, so với giai đoạn trước Tết thì cái lực bán nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà chị thấy là giai đoạn trước đó thị trường dù có rung lắc nhưng mà cũng không có những cái đợt điều chỉnh quá mạnh. Thì ngày hôm trước em có nói với anh chị về một yếu tố khá là đặc biệt ở giai đoạn trước Tết đó, là hầu như tâm lý nhà đầu tư là không dám giải ngân mua ở trước Tết, nên đó là lý do vì sao mà gì là cái thanh khoản ở giai đoạn đó thì đa phần là xuất phát từ các cái nhà đầu tư tổ chức, tức là từ tạo lập thị trường. Nên để nói là phân phối ở giai đoạn trước Tết là cực kỳ khó, bởi vì đâu có ai mua đâu mà bán, nên hầu như là không phân phối được. Nên cái việc mà thị trường chúng ta là có những cái đợt kéo ở giai đoạn tăng trước Tết đó, thì nó cũng không mang yếu tố phân phối, chúng ta đi kèm với đó chính là thanh khoản thấp, nó cho thấy là không có sự đột biến về thanh khoản. Tất nhiên là sau khi mà kết thúc cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán này, chúng ta quay trở lại cái phiên giao dịch vào ngày mai là ngày thứ sáu, thì anh chị cũng sẽ cần chú ý nhiều hơn đến cái yếu tố là volume, tức là sau một cái giai đoạn nghi ngờ thì ngày mai có thể là cái lượng nhà đầu tư người ta cũng sẽ gọi là muốn khai xuân đầu năm, cái tâm lý người ta cũng sẽ tích cực hơn, khi mà chứng khoán thế giới ở trong cái giai đoạn nghỉ Tết nó tăng rất là tốt. Bitcoin, những cái đồng tiền, rồi Hang Seng, một thị trường chứng khoán Hồng Kông nó cũng đã tăng rất tốt. Thì đó là một trong những cái gọi là thúc đẩy về mặt tâm lý giúp cho nhà đầu tư người ta tích cực hơn ở trong phiên ngày mai. Nhưng rõ ràng, sau cái giai đoạn nghỉ Tết này, tức là sau cái giai đoạn nghi ngờ này, thì cái yếu tố volume cũng là một yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là cái giai đoạn mà gia tăng volume một cách không ổn định, tức là gia volume gia tăng nhưng mà giá không tăng kèm, thì đó chính là cái cách để chúng ta đánh giá xem là gì, là liệu rằng lúc đó cái lượng cung nó đã gia tăng hay chưa. Có một cái điểm khá là hay, nếu anh chị nào mà xem phân tích livestream hay là video của em nhiều, thì em có nói cho anh chị về một cái đặc tính của thị trường ở giai đoạn vừa rồi, đó chính là cái đặc tính sideways của nó. Cái lúc mà thị trường chúng ta đi ngang đâu đó khoảng tầm 7-8 phiên ở giai đoạn này nè, thì giai đoạn đó là giai đoạn mà anh chị thấy được là gì, là dòng tiền nó cứ luân phiên phân hóa, nó cứ chạy từ nhóm này qua nhóm khác, nó cứ chạy từ ngân hàng, chứng khoán, rồi bắt đầu chạy ngược về midcap. Midcap thì chúng ta có những cái nhóm ngành ví dụ như là về thủy sản này, rồi bất động sản ở giai đoạn đó một số cổ phiếu midcap cũng tăng rất tốt. Rồi sau đó ở giai đoạn ngày hôm thứ năm thứ sáu vừa rồi, thứ năm thứ tư thứ năm trước khi nghỉ Tết đó, thì dòng tiền nó lại luân về chuyển về các nhóm ngành mà chưa tăng trước đó, như là bán lẻ này, dệt may này, hay thậm chí là công nghệ này. Thì rõ ràng anh chị thấy được là gì, là cái tính luân phiên phân hóa nó vẫn còn, đồng nghĩa với việc là dòng tiền nó vẫn đang luân phiên và nằm ở trong thị trường, tức là nó chưa rút ra khỏi thị trường. Thì bây giờ câu chuyện ở đây là câu chuyện mà chúng ta cũng sẽ chú ý với một số những cái mã cổ phiếu midcap, midcap hay là những cái mã cổ phiếu mà em nói nôm na là bởi vì bản chất là gì, là ở giai đoạn này khi mà người ta quay trở lại thị trường sau một cái giai đoạn mà nghi ngờ, sau một cái giai đoạn mà thị trường giảm mạnh thì người ta sẽ ưu tiên theo thứ tự là từ cái những nhóm cổ phiếu gọi là an toàn nhất mà gọi là ngon lành nhất, như là ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, là cái sóng tăng đầu tiên đúng không? Thì sau đó là sẽ tới những cái lớp gọi là kế tiếp, là những cái lớp midcap, là những cái lớp mà đã giảm rất mạnh ở giai đoạn trước đó, như là thủy sản, dệt may, dầu khí vân vân. Rồi sau đó cuối cùng nó sẽ đến một cái lớp mà chúng ta thường nói với nhau là gì, là cái sự luân phiên là blue chip này, rồi midcap này, thì sẽ đến small cap, tức là những cổ phiếu rủi ro hơn, những cổ phiếu rủi ro hơn. Thì khi mà thị trường chúng ta bắt đầu dòng tiền nó chuyển ngược về những cổ phiếu rủi ro như là small cap, là những cổ phiếu mang tính đầu cơ cao, như là HQC này, như là thậm chí là trước đó chúng ta có nói về ART, những cổ phiếu mà dòng họ SLC nhưng mà hiện tại đã bị hạn chế dịch rồi, hay là TTF, những mà cổ phiếu mà small cap có độ biến động lớn, thì đó chính là dấu hiệu của việc là khi đó dòng tiền sẽ bắt đầu ưa thích rủi ro, và khi đó chính là dấu hiệu của việc thị trường có thể có những cái đợt điều chỉnh mạnh. Nếu anh chị nhớ thì anh chị có thể để ý là giai đoạn mà thị trường chúng ta ở quanh 1.500 điểm á, thì lúc đó là cái nhóm small cap là nhóm tăng rất mạnh sau những cái con sóng của chứng khoán, thép, bất động sản.
thì nhớ small cap giai đoạn đó là có cái giai đoạn tăng rất mạnh, và trước khi xuất hiện cái việc mắc bớ diễn ra, FLC nó cũng ở trên ngưỡng 20, rồi sau đó bắt đầu có việc bán chui, rồi bắt đầu mắc bớ, rồi bắt đầu sau đó thị trường mới đau một cách nhanh chóng. Nhưng đó là dấu hiệu của việc là gì, là dòng tiền ưa thích rủi ro cao, thì khi đó cái rủi ro của thị trường nó cũng sẽ cao. Nên chị cần lưu ý ha, tức là trong một cái bối cảnh thị trường bình thường không có gì bất ổn thì dòng tiền lớn không có lý do gì không tham gia các cái mã cổ phiếu an toàn hơn như là ngân hàng, chứng khoán, vốn hóa lớn hay là midcap, thay vì việc là tham gia các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Vì tức là khi dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì đồng nghĩa với việc là khi đó thị trường bắt đầu có rủi ro. Thì với cái con sóng hiện tại của VN Index, chúng ta đã chính thức vượt qua được cái vùng kháng cự 1.100 điểm. Thật ra 1.100 điểm không phải là kháng cự mạnh của thị trường, bởi vì bản chất ở đó chúng ta không có giao dịch quá nhiều. Nhưng mà chúng ta vượt qua nó là một cái ngưỡng tâm lý một cách khá dễ dàng, khi mà thanh khoản nó cũng không có sự đột biến, thì đồng nghĩa với việc là gì, là cái lượng cầu của thị trường nó tương đối là quyết liệt, trong khi đó lượng cung thì rất là nhỏ. Nên hiện tại chúng ta có thể kỳ vọng thị trường nó sẽ tiếp diễn cái đà phục hồi và tiệm cận về cái vùng kháng cự ở trên này, là quanh cái ngưỡng tầm 1.140 1.150 điểm. Đó là về cái diễn biến kỹ thuật đầu tiên mà anh chị nên lưu ý. Nhưng mà xét về yếu tố gọi là tổng quan của bức tranh kỹ thuật thì anh chị thấy được là hiện tại VN Index chúng ta cũng đã chạm về cái ngưỡng gọi là quá mua cả cái đồ thị gọi là D, tức là đồ thị ngày, và cả cái đồ thị 1 giờ. Thì rõ ràng là với cái trạng thái hiện tại thì chắc chắn chúng ta không thể nào tránh khỏi cái việc gặp áp lực chút rồi, đặc biệt là giai đoạn sau Tết. Khi mà cái lượng nhà đầu tư cá nhân bắt đầu ồ ạt tham gia vào thì có thể sẽ xuất hiện áp lực chút rồi. Nhưng cái điểm mà anh chị cần lưu ý cho em thôi, đầu tiên là anh chị quan sát em về mặt volume. Như em nói, với các cái mặt cổ phiếu hiện tại đang trong cái đà tăng, chỉ cần volume của nó không quá đột biến, tức là với những con mà volume nó cứ đều. Ví dụ như trước Tết em có nói với anh chị về cái nhóm ngân hàng đi ha, anh chị nhìn cho em nhóm ngân hàng, thì với những cái mặt cổ phiếu mà kiểu như là ACB đi, em nói ACB chẳng hạn, nó đang ở trong cái trò là cái nhịp tăng số 1, thì anh chị thấy được là volume của ACB rất là đều, nó không có sự đột biến, nó không có những phiên kiểu như này. Đây là những phiên mà volume cao ở vùng giá thấp thì nó dấu hiệu cho việc là có sự chuyển giao về cổ phiếu. Hay như nó không có những phiên kiểu như này. Đây nè, đây là volume cao ở vùng giá cao thì đây là việc dấu hiệu phân phối. Đây là volume đột biến ở vùng giá cao thì đây cũng là dấu hiệu của việc phân phối. Thì anh chị thấy là sau đó mặc dù thị trường nó cứ dần lên xình nhưng mà thường là sau đó sẽ rơi. Vì những cái dấu hiệu đó là những dấu hiệu của việc là volume bất thường. Thì đối với em ACB là một cổ phiếu vậy, dạng như vậy. Ví dụ hiện tại nè, điều đầu tiên, volume không có sự đột biến quá mức, tức là giá tăng đi kèm volume tăng một cách ổn định. Ví dụ như giá tăng lên phiên trước đó tăng 3%, phiên sau tăng 6%, thì volume nó tăng đó khoảng tầm 1.5-2 lần là ổn, chứ không phải là nó tăng 5-10 lần thì khi đó là bất ổn. Nó cho thấy được là có cái sự trao tay ở đó, cái lượng cung nó tăng lên đột biến. Cái đó là điều đầu tiên anh chị nhớ cho em, quan sát về volume không có sự đột biến quá mức, tức là ổn định. Cái thứ hai, đặc biệt là giai đoạn sau Tết nha, bởi vì trước đó thì giờ volume thấp là đương nhiên rồi, bởi vì tâm lý nó bất ổn, tâm lý người ta nghi ngờ. Nhưng mà sau Tết nếu mà volume nó vẫn ổn định, nó không có sự đột biến, thì đó là dấu hiệu tốt của các cái mã cổ phiếu đơn lẻ. Thì khi đó, đó là một dấu hiệu để anh chị có thể nắm giữ tiếp cổ phiếu. Cái thứ hai là việc là gì, là nó đang ở trong cái nhánh tăng số 1 hay nhánh tăng số 2. Nếu mà đang ở trong nhánh tăng số 1, tức là kiểu như ACB, thì khi đó anh chị không lo. Anh chị cứ để cho em nha, em thường nói với anh chị về cái việc là đa phần các cái mã cổ phiếu nó đều sẽ có ít nhất là hai nhịp tăng, đặc biệt là với những con mà đang trong một cái trend tăng tốt. Và ví dụ kiểu như ACB đi ha, anh chị thấy là trong quá trình đi lên này thì nó có thể có những cái phiên chốt kiểu này hay là kiểu này, nhưng mà anh chị thấy là thông thường những cái phiên đó không phải là những phiên để anh chị bán, bởi vì nó chưa thể hiện được là có sự trao tay chuyển giao cổ phiếu, và đặc biệt là quá trình điều chỉnh volume thấp cũng như vậy. Vì tức là gì? Vì tức là chúng ta chỉ lo ngại khi nào khi thị trường nó cố tình break lên khỏi cái volume, cái đỉnh đầu tiên kèm volume cao, nhưng sau đó nó quay ngược trở lại, thì đó là dấu hiệu của việc là test đỉnh số 2 bị fail. Nhưng mà rõ ràng anh chị thấy là thị trường chúng ta đang ở trong cái nhịp tăng số 1 như thế này, thì trong trường hợp hiện tại bây giờ ha, bất tình lình thị trường bị chốt lời, bất tình lình ACB nó bị chốt lời xuống, thì khi đó chị hoàn toàn có thể mua thêm hoặc là mua mới nếu mà ACB nó back về với cái lượng volume nó tương đối thấp kiểu như này, đều đều kiểu như này, vì khả năng giai đoạn sau nó có một cái nhịp back lại các cái vùng đỉnh cũ là rất cao, giống như cái nhịp số 2 ở đây. Đó là cái dấu hiệu thứ hai để anh chị lưu ý với các cái mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ. Anh chị có thể để ý ha, cái giai đoạn vừa rồi thì em có nói về cái cách này rất là nhiều rồi, và hầu như nếu anh chị để ý thì đa phần các cái mã cổ phiếu nó đều quay về nhịp số 2 để back. Thậm chí có những cái mã cổ phiếu rất là đặc thù, nhưng mà anh chị thấy được nó vẫn có cái dấu hiệu đó. Chúng ta nhìn về một số cổ phiếu xem là có dấu hiệu chốt lời và nó back hay không đó. Ví dụ kiểu như Vietcombank, anh chị thấy đang đã trong nhịp tăng số 1, đang tăng rất là tốt, đùng một cái tự nhiên bị chỉnh, nhưng mà sau đó cái quá trình điều chỉnh nó đi ngang một thời gian mà nó cũng có nhịp quay về
test định cũ. Thì ta đó là test định cũ thì mình không biết là nó có thành công hay không, nhưng mình biết được kiểu gì khả năng cao là sẽ test, thì mình hoàn toàn có thể canh ở mua ở cái nhịp đó, đó. À, để mình ăn cái nhịp bật lên ở phía sau này đây, hay là CTS ngày hôm trước em cũng là một ví dụ đó với anh chị. Tự nhiên đang đi lên đùng một cái chỉnh một phát thì rất là nhiều anh chị sẽ hoảng mà chúng ta bán ở ngay cái phiên này. À, nhưng mà như anh chị khác, nếu mà chúng ta xem cái livestream hay là ở trong cái room của em, thì anh chị biết được là chính cái phiên này là phiên điểm mua. À, để mình ăn cái nhịp bắt này. À, có thể cái nhịp bắt lên vùng đỉnh cũ có thể là khoảng tầm 10-15%, nhưng mà đó là cách để anh chị biết được là nếu anh chị đang cầm hàng ở đây, anh chị đã có lãi rồi, thì anh chị sẽ không vội bán ở đây mà hoàn toàn anh chị có thể bán ở vùng đỉnh này nếu mà nó test đỉnh bị fail. Còn nếu anh chị nào mà chưa có hàng luôn thì hoàn toàn có thể canh mua mới ở cái nhịp bắt này. À, anh chị ha. Hay là chúng ta có đây, chúng ta nhìn thử những cổ phiếu mà to to một xíu như Hòa Phát cũng vậy. Hòa Phát thậm chí nó có một cái nhịp gọi là break bị fail. Đây là cái nhịp mà anh chị hoàn toàn có thể chốt ra, bởi vì nó cho thấy được nó test đỉnh số 2 bị fail. Hay nhưng mà đối với Hòa Phát thì có cái đặc thù. À, ở giai đoạn đó là chính là nó có cái nhịp rũ bỏ và nó hình thành một cái biên sideways ở đây. Tất nhiên đối với em Hòa Phát đó, em đã từng nói với anh chị cũng khá là nhiều lần, em đánh giá không cao nó ở giai đoạn này lắm. À, do cái yếu tố là em kỳ vọng là quý 4 nó sẽ lỗ. Thì thực ra là nó cũng đã ra cái thông báo là về quý 4 nó lỗ rồi. Hãy nếu anh chị nào xem livestream của em nhiều sẽ biết. À, nó có cái mức lỗ kỷ lục. À, như trước đó em nói là lỗ khoảng tầm 500 tỷ thôi, thì thật ra là thực tế doanh nghiệp họ công bố lên tới là 2.000, thì thật ra là cái con số này á, à, đối với em nó cũng không mang nhiều ý nghĩa lắm đâu. Là em muốn nói với anh chị hiểu rõ hơn về cái lợi nhuận của nó thôi. Thật ra cái việc lợi nhuận em bao nhiêu á thì nó tùy thuộc vào chủ doanh nghiệp rất nhiều, tùy thuộc vào họ là đang bút như thế nào. À, nhưng mà trong trường hợp là họ đang muốn bút rất là tệ để làm gì, à, để kích hoạt cái lực bán ra từ nhà đầu tư cá nhân. À, nhưng mà sau đó anh chị nhìn cái giá cổ phiếu nó không bị điều chỉnh quá sâu. Ví dụ đối với Hòa Phát đi, hiện tại đối với em sau khi ra cái thông tin mà lỗ 2.000 tỷ, nếu trong cái phiên tới Hòa Phát nó vẫn duy trì được khoảng 2-3 phiên nha, nó vẫn giữ được cái nền ở trên ngưỡng tầm 21 thì em đã là khỏe. Thì khi đó anh chị có thể là mua mới hoặc là mua thêm với Hòa Phát, và kỳ vọng nó có thể tiến về cái vùng kháng cự trên tầm 24 này. Đó là cách để mình nhìn cái lượng cung nó tán ra, nhưng mà có ai đỡ giá hay không. À, có ai đợi giá hay không. Còn trong trường hợp chị để ý, nếu phiên tới, à, nếu mà giá giảm lên nhanh và mạnh ở trong phiên, đặc biệt là nhảy gáp, đặc biệt là nhảy gáp nha, mà kèm volume cao nhưng mà giá không bật trở lại được, thì chắc chắn nó sẽ còn chỉnh tiếp. À, đó là cách để mình nhìn. À, đối với Hòa Phát, à, nên đối với vì sao mà đối với tất cả các mã cổ phiếu ngành thép, mặc dù nó tăng rất tốt, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của em, khi mà em biết được quý 4 nó có khả năng bị lỗ thì em sẽ chấp nhận chờ đợi đến khi kết quả quý 4, kết quả cái doanh quý 4 nó công bố ra, để xem cái phản ứng là liệu rằng hiện tại họ chấp nhận gom lại hàng hay là họ tiếp tục phân phối hàng ra, thì khi đó mình biết là mình có nên mua thêm hay không. À, nếu anh chị nhớ thì em thường phân tích với anh chị nè, lúc đó Hòa Phát là em nói với anh chị là nên chốt lời ở giá trên 20, à, nên chốt lời ở giá trên 20 và cứ chờ cái đó kinh doanh quý 4. Thì anh chị thấy được là bây giờ giá 20 và giá 21 chỉ trên đó khoảng tầm là một giá là 5% thôi. À, nhưng mà anh chị có thể xem xét, tức là chúng ta có thể xem được cái phản ứng của nhà đầu tư dựa trên kết quả kinh doanh quý 4, thì mình hoàn toàn có thể đánh đổi được cái mức, à, gọi là cái mức đó, à, cái mức độ biến động đó. À, chúng ta sẽ chấp nhận mức đi 5%, nhưng nếu mà thị trường chúng ta retest, nó retest lại tốt cái ngưỡng 21, nó xuất hiện tin lỗ 2.000 tỷ, giá nó vẫn loanh quanh đó không bị chỉnh quá sâu, thậm chí là ở trong phiên có một cái đợt quét rất là mạnh nhưng mà sau đó cuối phiên nó vẫn rút chân lên trở lại, thì đó là minh chứng cho thấy là cổ phiếu nó vẫn khỏe, thì mình có thể tham gia trở lại mặc dù mình mất đi 5% lợi nhuận, nhưng mà nó sẽ cho thấy được là gì, là mình an toàn hơn khi mà chúng ta không phải chịu cái tâm lý khi mà cầm cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu bị lỗ. Còn rất là nhiều anh chị mình chúng ta mua được giá 20 đó, à, chúng ta tăng lên 21 rồi, nhưng mà sau đó chúng ta ra tin lỗ phát, chúng ta có thể là chạy liền. Thì khi mà chúng ta chạy liền như vậy thì hoặc là chúng ta mất luôn cổ phiếu, mất hàng luôn, à, mà chúng ta cũng không có thời gian để theo dõi được cái diễn biến tâm lý, bởi vì khi đó mình rất là sợ, đặc biệt là sau cái giai đoạn Tết như này nè. À, như anh chị bây giờ nghĩ sao, bây giờ lỗ quá, bây giờ ngày mai có nên bán hay không, à, đầu phiên ngày mai ETO đem hàng ra bán ngay, thì sau đó cuối phiên lại kéo ngược lên trở lại. Thì đó là cái cách để mình nhìn được lại là, à, là cái quá trình hấp thụ. À, nên chúng ta không nhất thiết là anh chị phải mua được đáy bán được đỉnh, à, nhưng mà quan trọng là anh chị phải hiểu được là tại sao giai đoạn đó anh chị chưa mua, hoặc là tại sao giai đoạn đó anh chị lại mua, à, và khi nào anh chị nên bán. Đấy, kết hợp với các cái thông tin mà doanh nghiệp công bố, kết hợp với các cái khoảng thời gian công bố kết quả kinh doanh quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, à, rồi đại học cổ đông thường niên, à, rồi những cái yếu tố liên quan khác, những thông tin bất ngờ diễn ra, thì đó là cách để chúng ta có thể tạo ra được một cái giao dịch gọi là phù hợp và tương đối an toàn, à, cho chính bản thân mình. À, đó là cách để chúng ta nói. Đấy, cái nhánh số 2, đó là việc cái điều số 2 mày muốn nói, đó chính là gì? Là cái cổ phiếu đang ở nhánh số 1, à, tiếp diễn cái đà tăng thì rủi ro đảo chiều đột ngột rất thấp. À, chỉ có một số trường hợp kiểu như SLC thôi. À, nhưng mà thật ra thì nó chỉ đảo chiều đột ngột khi nào? Nó chỉ đảo chiều đột ngột khi mà có một thông tin cực kỳ xấu về doanh nghiệp, tức là cực kỳ tồi tệ về doanh nghiệp, thì khi đó nó mới đảo chiều đột ngột. Là chị thấy không? Là kiểu một đỉnh nè. Là chỉ khi mà có một thông tin cực kỳ xấu về doanh nghiệp. À, và những cổ phiếu này thì thật ra là chúng ta sẽ rất hiếm gặp. Ngoại trừ trường hợp là chúng ta cố gắng
cố gắng bám đuổi vào nó thì chúng ta mới bị dính vào những cổ phiếu kiểu này thôi. Cho nên chị chú ý nha. Còn mình là mình đã chọn lọc nhưng mình đã tránh ra những cổ phiếu kiểu đó rồi thì rủi ro cũng không cao lắm. Rồi, còn cái điểm số 3 mà em muốn nói ở trong cái video ngày hôm nay, đó chính là về việc là cái mã cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh quý 4 tệ. Tệ thì kiểu Hòa Phát là nãy em vừa nói xong rồi. Tức là mặc dù kết quả kinh doanh quý 4 tệ nhưng không hẳn là xấu. Nếu anh chị còn nhớ thì Hasako ở giai đoạn 2021, sau khi kết thúc cái đợt giãn cách đó, Hasako bán xe rất tệ. Thì quý 3 Hasako công bố kết quả kinh doanh. Đây, Hasako. Đây. Quý 3 2021 Hasako công bố kết quả kinh doanh là âm 33,1 tỷ. Giá lúc đó rất thấp. Đây em nhớ không nhầm là liên quan ở đây. Quý 3 2021 đúng không? Ở đây là một cái giai đoạn quét đáy, quét về cái vùng đáy luôn. 30 tháng 7 2021. Thì vừa quét đáy xong phát khi công bố cái báo kinh doanh ra thì sau đó là tạo đáy và đi lên luôn. Kéo một phát từ giá 18 16 lên đâu đó lăn quanh khoảng tầm 32 gấp đôi. Sau khi ra cái tin lỗ đó. Mình tức là sao? Tức là lỗ nhưng mà vẫn có sự hấp thụ, giống như Hòa Phát ngày em nói. Nếu đùng một cái ra lỗ, ngày sau nhảy gáp vân to không bật lại được, chạy, bỏ, không mua. Nếu đùng một phát ra lỗ, ngày sau có thể vân vẫn to nhưng thứ nhất, rút chân lên cửa phiên hoặc giá không dao động quá nhiều luôn, tức là nó bình thản tới mức là người ta cho rằng là gì là nó đã phản ứng trước đó rồi. Bởi vì bản chất anh chị phải biết được là những cái thông tin mà anh chị được tiếp cận, chúng ta thường là những người tiếp cận thông tin cuối cùng, vì tức là doanh nghiệp họ đã biết trước cái điều đó. Cái việc đó lỗ anh chị nhớ em mới nói với anh chị, thậm chí là từ đầu cái tháng 10 thì mình nói là quý 3, quý 4 doanh nghiệp Hòa Phát lỗ rồi, vì tức là anh chị phải biết được là rất nhiều người đã biết là Hòa Phát sẽ lỗ, thậm chí là Hasako cũng vậy. Bởi vì bản chất quý đó hầu như không bán được xe. Đợi quý đó chúng ta giãn cách, chúng ta không có được xe, ai cũng biết nó lỗ. Nhưng mà khi lỗ ra phát thì ra sao? Thì ra là bật luôn và tạo đáy luôn. Nên đó là cái mẹ muốn nói với anh chị là người ta sẽ không nhìn vào cái diễn biến hiện tại để phán quyết vào giá cổ phiếu, bởi vì thường nó đã phản ánh rồi, nó đã có người biết trước rồi. Nên trái với ta nhìn vào đây là gì? Là ok, quý đó lỗ nhưng quý sau sẽ như thế nào, quý sau sẽ như thế nào. Hoặc là không cần nhìn sâu xa về cơ bản như vậy. Có thể là không phải đoán được, ví dụ như là chúng ta không đoán được là quý sau sẽ như thế nào. Ví dụ thời điểm đó Hasako họ cũng không đoán được là quý 4 nó tích cực lên đâu, bởi vì bản chất họ cũng không biết được là cái dịch bệnh nó diễn biến như thế nào. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào diễn biến của giá cổ phiếu để đoán, tức là ra tin lỗ nhưng giá nó có thuận hay không, hay ra tin lỗ mà nó vẫn chấp nhận giữ giá, nó vẫn chấp nhận tạo đáy sao cao đã trước, chấp nhận hấp thụ hàng. Thì đó là cái cách cho mình nhìn và mình đoán được là khả năng rất cao đây sẽ là cái đáy ngắn hạn rồi, và mình có thể tham gia được ở những cái giai đoạn đó. Đó là cái điểm số 3 mà mình cần lưu ý đối với các mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 4 tệ. Và một cái điểm nữa đó chính là việc ngược lại với các mã cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh quý 4 tốt mà giá không tăng thì cũng là vấn đề. Ví dụ anh chị để ý là sắp tới anh chị có thể nghe về những mã dạng như là DBM này, DCM này, DGC này, thì anh chị thấy một điều rất là đặc trưng đó chính là đoạn rồi giá hầu như những nhóm này không tăng nhưng mà kết quả kinh doanh quý 4 rất tốt nha. Đây, DGC cũng là một trong những doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh quý 4 mặc dù giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn rất cao. Quý 4 nó vẫn tăng, lãi vẫn 1.100 tỷ, rất cao. Đây chị nhìn, với xét anh chị nào mà học về phân tích cơ bản á, anh chị nhìn những con kiểu như Đức Giang này, anh chị thấy là BE nó có 3.9 lần sao, thì anh chị mới thấy được lỗ á. Tại sao BE nó rẻ vậy? Nó rẻ vậy thì tại sao người ta không mua? Nếu nó vẫn lãi đều đều, quý 4 nó vẫn lãi thêm 1.100 tỷ thì năm nay nó lãi đâu đó khoảng tầm là 5.600 là gần gấp đôi so với kế hoạch, và đâu đó khoảng tầm là nếu xét về mặt tổng thể thì nó gần gấp đôi năm ngoái, khoảng 2.5 lần năm ngoái. Thì ủa vậy bây giờ tại sao là giá nó vẫn thấp, nó không tăng được? Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là gì, là có phải là cái lợi nhuận đó nó đỉnh hay chưa? Tức là người ta đang nói rằng là khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì có thể là cái nguồn cung nó sẽ gia tăng lên, thì liệu rằng là cái giá cả của phân bón nó có thể duy trì được ở mức cao nữa hay không, hay nói lại là đơn vị bị ảnh hưởng. Tức là khi mà cái lượng cung nó gia tăng lên thì khi đó buộc cái giá nó giảm xuống, và những doanh nghiệp đặc biệt là như phân bón này, dầu khí này, sắt thép này, nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giá cả hàng hóa, bị ảnh hưởng rất nhiều. Và khi mà cái giá cả hàng hóa nó tạo đỉnh thì khi đó cái cổ phiếu này cũng sẽ tạo đỉnh. Một cái đặc trưng mà với cái doanh nghiệp này anh chị rất ít khi nào để ý, đó chính là anh chị nhìn vào cái BB cho em. BB của Đức Giang là 2.1 lần, thì liệu rằng là 2.1 lần này là thấp hay là cao, thì anh chị để cái đó. Tức là BE có thể rất thấp
Bởi vì do lợi nhuận nó đang ở đỉnh cao, nó nhờ vào cái giá cả phân bón tăng lên cao, nó bán được nhiều hạt. Nhưng mà liệu rằng là trong quý tới, quý 1 2024, 23, khi mà giá hàng hóa nó bắt đầu giảm đi thì khi đó BE đang phải là tăng lên đúng không? Đừng một cái lợi nhuận năm là bình thường như thép, Hòa Phát chẳng hạn. Đừng một cái lợi nhuận năm thì khi đó BE nó có thể lên được 10 lần. Nhưng mà chị thấy được là BB nó không hề thấp, là 2,1 lần, tức là nó vẫn đang đắt chứ không hề rẻ. Chị nhìn qua DBM cũng vậy, cũng là hơn một lần, BE chỉ có 2,7 lần thôi. Nhưng mà tại sao giá giai đoạn vừa rồi nó vẫn không tăng quá nhiều so với thị trường, sao mà nó vẫn giữ đi ngang? Thì đó là cách để chúng ta nhìn ra là đôi khi lợi nhuận nó cao nhưng chưa hẳn là tốt. Vì liệu rằng trong quý 1 năm sau nó có tăng được nữa hay không, hay là nó sẽ bắt đầu tạo đỉnh lợi nhuận và đi xuống đấy. Nên đó là cái cách để chúng ta đánh giá về lợi nhuận cái đồ kinh doanh 4 ha. Mặc dù là video quý nào cũng nói lại nhưng mà mỗi một cái quý nó đều sẽ có những đặc trưng khác nhau, và chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng cụ thể từ các cái mã cổ phiếu khác nhau rồi. Một cái yếu tố số 4 mà em muốn nói đó chính là ở giai đoạn này đặc thù là thị trường chúng ta con nào chạy cũng đẹp. Con nào chạy cũng đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường chạy đẹp, thị trường đã break trendline rồi, break trendline giảm giá rồi thì chắc chắn thị trường nó sẽ tiếp diễn cái đà phục hồi. Nhưng mà chị nên nhớ nha, hầu hết tất cả những cái lần break trendline của thị trường thì đều có break trở lại để test, đều có một nhịp break test trở lại. Ví dụ như chúng ta nói một cái đường trendline ở đây, tại chúng ta thấy không? Chúng ta đang giống giống ở đây đi ha, giai đoạn 2018 mình tạo đỉnh, mình break trendline, nhưng mà sau đó chị thấy là gì? Là đều có quá trình break lại chứ không đi lên được luôn. Đấy. Nếu anh chị nào chúng ta cứ đem những cái mã cổ phiếu mà anh chị đã từng xem trong quá khứ ra đó để chúng ta biết là thông thường sau khi mà break trendline thì sẽ có break test lại đường trendline. Thì chúng ta sẽ không đoán là khi nào break, nhưng mà chúng ta biết là khả năng có thể break, thì rõ ràng đó là một trong những cái dấu hiệu là thị trường nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh trong giai đoạn tới, đặc biệt là khi mà nhà đầu tư người ta bắt đầu hưng phấn rồi thì khi đó anh chị cũng sẽ đề phòng hơn, đặc biệt là khi thị trường nó chạm về cái ngưỡng kháng cự lâu hơn cái ngưỡng tầm 1440-1450 thì hoàn toàn sẽ có cái nhịp có thể có một cái nhịp break về cái vùng cái đường trendline ở dưới này để kiểm tra xem là cái trendline nó có break được thành công hay không. Đây ta nhìn một cái mã cổ phiếu mà đã từng trong quá khứ nó đã từng có những cái sóng gió ha. Đây chúng ta nói về Cotecon thì rất là đặc trưng với mọi người rồi, nhưng mà chị thấy không, đây cái kiểu Cotecon nó cũng giống giống mà nên index hiện tại là gì, là sau khi nó break qua trendline nó có thể là nó lình xình ở trên nó một giai đoạn. Nhưng mà chị thấy là sau đó sẽ có quá trình retest lại trendline, có thể là 1-2 lần tùy. Nhưng mà nếu mà retest lại mà chị thấy nó có quá trình tạo vol ở đây thì cũng tốt, nó là cái giai đoạn gọi là hấp thụ lại cái lượng hàng bán ra từ nhà đầu tư. Nhưng mà cơ bản là thường có retest, thường có retest, nên để nó thị trường đi lên được luôn em nghĩ sẽ rất là khó. Và đặc biệt là đối với cá nhân em á thì năm 2022 là một năm cực kỳ sóng gió. Tại vì sao? Bởi vì các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là họ làm ăn không tốt nữa, mà thậm chí họ bị đe dọa về mặt pháp lý, những cái vấn đề liên quan tới trái phiếu. Và dòng tiền hiện tại theo em cá nhân các doanh nghiệp nó vẫn đang gặp khó. Dẫn chứng điển hình là Nova, hiện tại giá cổ phiếu anh chị thấy nó vẫn không tăng được. Và cái việc giá cổ phiếu không tăng được là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy hiện tại doanh nghiệp vẫn đang phải tập trung dòng tiền vào xử lý các cái vấn đề của doanh nghiệp và không quan tâm tới giá cổ phiếu nữa. Đó là lý do vì sao mà giá cổ phiếu Nova vẫn đang giữ ở mức rất thấp và đi ngang trong một thời gian dài. Đó là tín hiệu không hề tốt. Nó minh chứng cho thấy được là Nova vẫn đang khác về dòng tiền. Thì đó là một cái lý do vì sao mà em nói trong năm 2023 đối với em vẫn kỳ vọng về việc là thị trường nó sẽ tích cực, nhưng ở một chiều hướng, đó chính là sẽ sideways trong một cái biên độ lớn, tức là VN Index hiện tại vẫn sẽ tăng lên tiếp được. Và cái target cao nhất mà em kỳ vọng là loanh quanh cái ngưỡng tầm là 1340, đó là cái ngưỡng Fibonacci 1.6 của cái sóng 3 tăng này. Đây là cái con sóng 3 mà chúng ta đánh giá theo Elliott ha. Đây chúng ta nói ra, chúng ta đã hoàn thành được cái sóng điều chỉnh số 2 rồi, thì tương ứng với sóng 3 thì lên quanh đâu đó khoảng tầm 1340 đấy. Nhưng mà đối với em thì đâu đó khoảng tầm là 1300 tới 1340 là cái target cao nhất mà mình kỳ vọng được ở trong năm 2023 này. Nhưng mà nó cũng sẽ không thể làm một cái con sóng đi lên một cách mạnh mẽ là bình thường như giai đoạn 2020 được, sau giai đoạn dịch được, mà theo em nó vẫn sẽ là một giai đoạn sideways biên độ lớn. Thì cái biên sideways mình kỳ vọng có thể là lên quanh đâu đó khoảng tầm là 1150 tới 1340, tức là anh chị để ý là sau bất kỳ một cái đoạn điều chỉnh nào của thị trường, đặc biệt là những giai đoạn mà thị trường gọi là điều chỉnh mạnh á, thì luôn luôn sẽ có những quá trình sideways. Đây, 2019 là một năm hoàn toàn đi ngang một năm luôn sau một cái đợt điều chỉnh của 2018, anh chị thấy. Hay là trước đó, đặc biệt là giai đoạn điều chỉnh 2007-2008 là gọi là đỉnh cao rồi ha, thì sau đó nó phải có một giai đoạn đi sideways từ lân quanh, nếu mà biến động biên độ nha, là từ 2008 cho tới 2010-2011 luôn. Thậm chí là một cái giai đoạn biên sideways chị thấy đây là 4 năm, từ 2010 tới 2014. Vì tức là sao?
là sau khi anh chị bị tổn thương, nên nghe là bị tổn thương, chúng ta xem thị trường như là một cái con người đi, thì bởi vì bản chất là thị trường nó diễn biến theo tâm lý của nhà đầu tư. Thì sau khi mà cái tâm lý anh chị bị tổn thương thì anh chị sẽ cần một cái thời gian để hồi phục trở lại, à, tức là dưỡng thương. Đấy. Dưỡng thương thì chúng ta mới tự tin mà chúng ta đánh lên tiếp, thì phải dưỡng thương. Thì cái quá trình dưỡng thương nó thường sẽ cần thời gian kéo dài, nên đối với em 2023 em đánh giá không hẳn là một năm mà nó sẽ đi lên mạnh mẽ được, mà em nghĩ là cái mục tiêu tối đa nó có thể đạt được cái ngưỡng lên quanh đâu đó khoảng tầm 1.300, 1.340 là cái best case, tức là cái trường hợp tốt nhất của thị trường. Nhưng mà sau đó em kỳ vọng thị trường nó cũng sẽ sideways thôi, sideways biên độ lớn, à, có thể cái biên nó lên quanh đâu đó khoảng tầm là 1.150 tới 1.300, biên hơn 100 điểm. Em đó là cái kỳ vọng hiện tại của em, đó là kỳ vọng tích cực về thị trường. À, nhưng mà đối với em năm 2023 không phải là một năm à, nó có thể bứt phá mạnh mẽ được, à, bởi vì rõ ràng các ông chủ vẫn chưa quay trở lại với thị trường, à, rất nhiều ông chủ vẫn đang đứng ngoài. À, ví dụ như là họ nhà Galex, em đánh giá là hiện tại họ nhà Galex Tuấn Mược vẫn đang đứng ngoài. À, bởi vì sau một giai đoạn bán cổ phiếu liên tục để xử lý trái phiếu thì hiện tại giá này em nghĩ vẫn chưa phải là giá họ có thể mua lại. Nova, BDR, Hải Phát vẫn là những cổ phiếu đặc trưng, hay thậm chí là đặc biệt là giai đoạn vừa rồi tại sao nhóm ngân hàng nó tăng tốt, vì bản chất nhóm ngân hàng nó không có bị khó về dòng tiền, à, nên lý do mà nó giữ giá được cổ phiếu và nó tăng trở lại, à, do cái đồ kinh doanh quý 4 nó tốt và nó kỳ vọng là năm trong năm sau, à, khi mà tăng trưởng tín dụng nó vẫn ở mức là 14-15% thì ngân hàng vẫn là nhóm hot, tức là vẫn là nhóm giữ được cái sự tăng trưởng về lợi nhuận. À, nên đó lý do vì sao mà giá cổ phiếu ngân hàng nó bật lại khá là nhanh, à, nhưng mà các cổ phiếu khác gặp khó về dòng tiền, về sản xuất kinh doanh em nghĩ vẫn sẽ là một năm khó trong 2023. Nhưng mà có thể giai đoạn nửa cuối đầu năm, à, được nửa cuối năm sau á, nửa cuối 2023 á, à, tức là, à, khi đó có thể chúng ta sẽ có những tín hiệu tốt hơn về lãi suất, tức là khi Fed, à, nó bắt đầu chậm lại và có xu hướng giảm lãi suất, à, ngân hàng trung ương của các quốc gia lớn ở, à, châu Âu, ở Mỹ hay là ở Trung Quốc bắt đầu bơm tiền nhiều hơn, và chính phủ Việt Nam chúng ta cũng sẽ theo cái đó, thì khi đó chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường nó sẽ có bước bứt phá mạnh hơn. Tức là em kỳ vọng là cái mức 1.300 có thể đạt được ở trong năm nay, nhưng mà sẽ là giai đoạn cuối năm, chứ em nghĩ giai đoạn đầu năm chúng ta vẫn sẽ lên sình ở một cái ngưỡng, à, có thể lên quanh đâu đó khoảng tầm là 1.150, 1.200, nhưng để lên được 1.300 thì em nghĩ là cần một cái yếu tố thông tin tích cực, đó là yếu tố về lãi suất, tức là chúng ta sẽ bơm tiền ngược ra trở lại, thì khi đó thị trường nó mới chạm được cái ngưỡng đó. Nhưng mà chúng ta đánh giá tổng quan 2023 thì chúng ta vẫn đánh giá bằng một từ, đó chính là sideways, à, đó chính là biên độ lớn giằng co, à, trong một cái ngưỡng nhất định. À, nhưng mà trong giai đoạn sideways đó chị để ý 2019 vẫn có những con sóng ngành, à, vẫn có những nhóm ngành, à, chúng ta tham gia được, thì khi đó chúng ta sẽ tùy thuộc vào diễn biến của từng giai đoạn, à, để chúng ta đánh giá. Đấy, đó là cái video, à, để em làm cho anh chị một cái góc nhìn tổng quan về năm 2023 của em, cũng như về diễn biến kỹ thuật. Chút lưu ý khi mà anh chị tham gia cổ phiếu, tham gia mua cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu mua mới ở trong giai đoạn đầu năm này. Đấy, đó là về tổng quan ha. Rồi thì bây giờ thì em sẽ lướt qua sơ sơ một số cái nhóm ngành thôi, thì, à, rồi có thể là ngày mai nếu mà có thời gian, à, sau khi kết thúc cái phiên giao dịch ngày mai thì, à, ngày thứ bảy mình sẽ có một cái buổi livestream để giải đáp, chia sẻ, trao đổi với anh chị cụ thể hơn, à, về các cái mặt cổ phiếu. Hay còn cái video ngày hôm nay mục đích của mình là mình nêu ra về cái bức tranh kỳ vọng, à, rồi cũng như là những cái rủi ro trong năm 2023 mà anh chị nên lưu ý, à, cũng như là diễn biến thị trường hiện tại sau Tết chúng ta nên lưu ý những cái gì. Ê, thì nãy giờ những cái điểm lưu ý em đã liệt kê ra rồi. Một, đó chính là về volume, không nên duy trì quá mức đột biến, nên duy trì ở mức ổn định là tốt, và khi đó có thể nắm giữ tiếp. Cái số 2, với cái cổ phiếu đang ở trong cái nhánh số 1, nhánh tăng đầu tiên, à, thì hoàn toàn có thể tự tin nắm giữ tiếp, bởi vì rủi ro đảo chiều đột ngột là rất thấp, ngoại trừ trường hợp có thông tin cực kỳ xấu về doanh nghiệp, ví dụ chủ tịch bị bắt, thì cái đó là trường hợp hy hữu. À, đó là một cái trường hợp gọi là black swan, tức là thiên nga đen, cái đó mình không biết được, nên cũng không đoán làm gì. Cái thứ ba là với cái doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh quý 4 tệ, tức là lợi nhuận quý 4 thấp, lợi nhuận cả năm là tương đối ổn định đi, nhưng mà giá không giảm sâu, năm nay là có quá trình hấp thụ, thì ví dụ mình đưa ra ví dụ về Hòa Phát và Hasako rồi, thì anh chị xem lại cái phần ví dụ đó để hiểu rõ hơn về cái số 3 này. Còn cái ý cuối cùng là việc là chúng ta đánh giá tổng quan ở trong năm 2023 này, giai đoạn hiện tại thì hầu hết các cái mã cổ phiếu đều có đồ thị rất đẹp, nên cái việc phân tích kỹ thuật anh chị phải tập trung cho em nhiều hơn về cái yếu tố leader, tức là nếu anh chị thấy một cái nhóm ngành đó chắc nào cũng đẹp thì lựa cho em cái thằng tăng mạnh nhất để mua, tránh trường hợp là chúng ta cứ mua những thằng mà đang lên sình, thậm chí là giai đoạn sau đó không tăng được luôn. À, chị nên nhớ cho em ha, cái đặc tính leader cũng rất là quan trọng. À, và một điểm nữa đó chính là về tổng quan 2023 thì em đánh giá cho anh chị về cái kịch bản của nó, thì chúng ta đánh giá cái trường hợp tích cực nhất là thị trường sẽ tiệm cận về được cái ngưỡng 1.300, 1.340, nhưng mà sẽ là thiên về giai đoạn cuối năm 2023 hơn. Còn trong 6 tháng đầu năm, à, có thể chúng ta sẽ dằn co trong một cái biên độ nhất định, nhưng mà xét về tổng thể 2023 sẽ được chốt bằng hai từ, đó chính là sideways trong biên độ lớn. À, bởi vì hiện tại về động lực, à, về cái yếu tố như là các doanh nghiệp, các ông chủ, bản chất anh chị hiểu được là thị trường đi lên được là nhờ vào việc dòng tiền các ông chủ đổ vào, và ông chủ muốn đi lên
Còn nếu các anh chủ doanh nghiệp họ không muốn đi lên thì chị cũng không đi lên được. Bởi vì đơn giản là họ là người nắm giữ cổ phiếu, họ là người làm chủ cuộc chơi, họ là người chia bài phép bài. Chúng ta là người chơi, chúng ta là player, chúng ta là người tham gia vào cuộc chơi đó. Nên cơ bản là chúng ta không thể nào đưa ra, chúng ta không thể nào là quyết định được là liệu rằng là cổ phiếu có lên được hay không, giảm được hay không. Nên thường anh chị nào học về quick curve á, thì đó là gọi là smart money đó. Tức là đó là dòng tiền thông minh. Thì dòng tiền thông minh đó chính là dòng tiền của ông chủ doanh nghiệp, dòng tiền của Bitboy, dòng tiền của Tài To. Thì khi mà những cái dòng tiền đó họ cùng nhau đồng thuận đi lên thì chúng ta mới có những con sóng mạnh mẽ được, những con sóng nhanh được ha. Rồi, đó là về tổng quan thị trường. Thì bây giờ mình lướt sơ qua thôi về các nhóm ngành đó. Thật ra thì đa phần thì nó cũng sẽ đi theo thị trường. Nhưng đoạn vừa rồi thì mình thấy được là ví dụ như ngân hàng thì mình cũng nói rất là nhiều cổ phiếu. Mình nói như là công thương này đang ở trong con sóng đầu tiên, kiểu như ACB. Thì những rủi ro có như mã kia như công thương thì anh chị chỉ cần chú ý cho em là những cái vùng kháng cự ngắn hạn thôi. Tức là mình biết được là khả năng nó sẽ đi tiếp diễn cái đà phục hồi rồi. Với những mã mà đang trong cái nhịp số 1 này và đang gọi là đang vượt đỉnh đó, thì chúng ta sẽ không, tức là chúng ta chỉ chú ý nếu mua mới thôi nha. Thì nên tránh những cái vùng kháng cự quá mạnh. Ví dụ cái công thương thì chúng ta sắp chạm về 32. 32 là vùng kháng cự rất là dày. Thì nếu có mua mới thì chỉ ưu tiên cho em là mua lên quanh tầm 30. Khi mà nó retest nó bắt cả cái vùng ở dưới này. Đấy. Cái vùng hỗ trợ dưới này. Còn trong trường hợp hiện tại nếu mà nó tìm cận 32 quá thì khả năng bị điều chỉnh rất là cao. Thì từ đó nếu anh chị mua 32 cũng khó chết, bởi vì bản chất mua 32 xong cho dù nó có chỉnh về 30 thì sau đó em nghĩ nó cũng sẽ bật về 32 một lần nữa thôi. Nhưng mà cái cách để mình mua thì mình sẽ mua làm sao để cho nó an toàn nhất có thể. Thì công thương thì anh chị chú ý cho em cái đó. Đa phần thì hiện tại sẽ thiên về chiều hâu nhiều hơn. Bởi vì đa phần nó đang ở trong một cái trend rất là tốt. ACB thì nãy em nói rồi ha. Rồi MB Bank thì em vẫn đánh giá nha. Cái top như là Techcom này, HD Bank này, MB Bank này thì vẫn là cái top yếu. Thậm chí là cả TB. Nhưng mà TB thì đoạn vừa rồi nó cũng đang bắt đầu nhóm lên. Nhưng mà anh chị thấy được cái sự khác biệt rất là rõ đúng không? Anh chị cứ nhìn cho em là nhóm quốc danh đi. Công thương, BIDV, Vietcombank. Đây, BIDV này. Công thương này, Vietcombank này. Có phải đây vẫn là ba nhóm đang, ba cổ phiếu đang tăng mạnh nhất của nhóm này? Tức là xét về nhóm ngân hàng thì nhóm ngân hàng quốc danh vẫn đang là nhóm tích cực nhất, bởi vì bản chất nhóm này là chắc chắn không lo về tiền và trái phiếu. Bởi vì nó xử lý trái phiếu rất là gọn. Nó cũng có quy trình rất là chặt chẽ, không để diễn ra những cái rủi ro như là nhóm ngân hàng tư nhân bên ngoài. Cái thứ hai nữa là anh chị thấy được là gì? Là so sánh nó với những cổ phiếu khác, kiểu như Liên Việt đi. Đâu? Hay là FTB đi, thì đó là những cái mã kiểu như là Techcom, TB, HD Bank. Hay là MB Bank, thì theo cá nhân em vẫn sẽ có những rủi ro tiềm ẩn liên quan tới trái phiếu, và đó lý do vì sao mà dòng tiền lớn không dám tham gia vào các cổ phiếu này. Nên đó vẫn là những cổ phiếu yếu, nên nếu mà có tham gia thì em nghĩ vẫn ưu tiên tham gia những cổ phiếu khỏe hơn, kiểu như STB hay là Liên Việt chẳng hạn. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ tham gia ở những cái vùng mà chúng ta đánh giá là nó sẽ là vùng hỗ trợ tốt. Kiểu như STB thì hiện tại lên quanh đâu đó khoảng tầm là nó đã break cái vùng kháng cự ngày trước, mình kỳ vọng là kháng cự lên quanh khoảng giá tầm 25-26 thôi, thì hiện tại nó cũng đã break là một cách khá là nhẹ nhàng, volume cũng thấp thì rủi ro không có cao. Nhưng mà nếu mua mới thì mình ưu tiên lên quanh một cái vùng tầm dưới 26, tức là khi mà thị trường sắp tới nó có rung lắc á, nó có những cái đợt điều chỉnh ngắn á, thì mình có thể là canh mua được ở những cái nhịp đó ha. Rồi tiếp theo là với chứng khoán. Chứng khoán thì vừa rồi cái luật kinh doanh quý 4 nó cũng không quá tích cực đâu, thậm chí là VND thì lợi nhuận bị âm, rồi trong khi đó thì VCI, thì HCM thì đa phần lợi nhuận cũng không quá cao. Nhưng mà một cái điểm trọng đó chính là sau khi mà ra những thông tin đó thì hầu như là không có mã nào mà nó đi quá tệ. Tức là ví dụ như VND lợi nhuận âm nhưng mà sau đó bùng phát nó cũng tăng khoảng 3% luôn. Tức là về cơ bản thì mình thấy được là gì, là nhà đầu tư bây giờ người ta cũng không quan tâm nhiều tới cái việc lợi nhuận lỗ nữa, bởi vì người ta nghĩ rằng là trong quý 1/2023 này này, thị trường tăng tốt, người ta kỳ vọng thị trường tăng tốt, thì người ta cũng nghĩ rằng là khả năng rất là cao khi thị trường tăng tốt thì cái danh mục tự doanh của các cổ phiếu chứng khoán cũng sẽ tăng tốt. Thì đây là một cái nhóm mà mang tính chất là leading indicator, tức là nó sẽ đi trước thị trường. Nên đối với em hiện tại, nếu như anh chị đã đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu này á, thì anh chị chú ý cho em đó chính là nó giống thị trường ở chỗ là hiện tại thị trường có thể tiệm cận về cái vùng 1150. Tức là khi anh chị đánh giá nhóm này á, thì có thể đánh giá chung với thị trường luôn, để mình xem nó có sự đồng pha với nhau hay không. Thì trước mắt thì thị trường nó đang tiệm cận về cái biên trên, lanh quanh có thể là cái vùng tái gạt chúng ta kỳ vọng là trong giai đoạn tầm tháng 3 tháng 4 này, có thể đạt được cái mức là 1150, 1160. Thì khi đó đối với những chứng khoán nó có thể tiến về cái vùng kháng cự kiểu như VND, thì chúng ta có thể kỳ vọng cái biên đó lên quanh khoảng tầm giá tầm 20 là cái vùng kháng cự dày ở trên này, trước khi nó bước vào cái chu kỳ sideways của nó. Chúng ta nói về HCM cũng vậy. Đây, HCM thì nó khỏe hơn một xíu so với những cái mã cổ phiếu như là VND hay là VCI, hay như là SI. HCM thì đợi vào đó cũng được giữ giá khá là tốt. Thì trước mắt thì chúng ta kỳ vọng về cái vùng kháng cự trên tầm 27.5.
hay đó là những cái vùng mà biên trên mà chúng ta thấy là nó đồng pha với thị trường ấy, thì mình cũng sẽ quan sát nó chung với thị trường. Nhưng mà tất nhiên đối với nhóm chứng khoán thì nó cũng sẽ có biến động nhiều hơn. Nên hiện tại thì em vẫn thiên về chịu giữ, và trước mắt anh chị nào mà đang cầm ở nhóm này á thì anh chị follow cho em những cái vùng kháng cự gần nhất thôi. Ví dụ mình thấy là VCA nó đang sát ở một cái vùng kháng cự, đó chính là cái gap ở đây. Thì khả năng sắp tới VCA sẽ chưa vượt qua được vùng này ngay. Và bắt đầu sẽ dần co đi ngang ở vùng này một thời gian. Đặc biệt là cái phiên ngày hôm thứ năm vừa rồi cũng cho thấy được là cái lượng cung liên quan cái ngưỡng tầm 31-32 đó là dài. Thì khả năng sẽ đi ngang một đoạn. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đánh giá về cái sức mạnh giá thì nó vẫn đang ở trong cái nhịp tăng số 1. Thì về cơ bản mình có thể là follow tiếp, đặc biệt là sau khi ra những thông tin về lợi nhuận quý 4 không quá tốt thì nó cũng đã trụ được, tức là nó cũng đã giữ giá được. Thì đó cũng là một cái điểm cộng rồi ha. Còn kiểu như MBS hay là kiểu như là đặc thù của MBS thì nó không phải là một cổ phiếu mang tính thị trường. Anh chị thấy là giai đoạn thị trường rớt thì nó không rớt quá sâu, thì về cơ bản nghĩ nó không tăng nhanh được, bởi vì bản chất là nó đang đi đồng pha, nó đang đi cùng một tính chất thôi, tức là nó rớt chậm thì nó sẽ lên chậm, nhưng mà cái điểm của nó là nó an toàn. Tức là trong trường hợp giai đoạn thị trường tệ như vậy mà giá là vẫn không thủng thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng được là nó sẽ chấp nhận giữ cái vùng giá tầm 12 là cái vùng hỗ trợ mạnh của nó. Thì trước mắt em nghĩ là MBS có thể tiệm cận về cái vùng kháng cự trên là loanh quanh ở đó khoảng tầm là giá 16 tới 18 cái vùng biên trên đó. Nhưng mà em nghĩ là sau đó nó cũng sẽ giằng co trong cái biên này, bởi vì trong suốt một giai đoạn thị trường đi ngang và thị trường biến động ở vùng đáy thì MBS nó cũng đã đi ngang ở vùng này thôi, nên xác suất mà nó đi lên được xa hơn thì em nghĩ là cũng không cao. Còn LS thì hiện tại mình có thể là nắm giữ tiếp, ngày hôm trước có nói một lần rồi ha. LS thì ngày hôm trước cũng có thể là mua được ở quanh những cái vùng tầm giá chính. Tất nhiên là chúng ta kỳ vọng nhiều ở đây là bởi vì cái danh mục tự doanh của LS ở trong quý 4 nó cũng khá là tích cực. Thì trước đó thì LS chủ yếu họ cầm một số mã như là Techcom hay là GET, thì thật ra là nó không tăng mạnh trong nhịp vừa rồi. Nhưng mà người ta kỳ vọng nhiều là trong quý 1 2023 thì LS có thể cải thiện về cái danh mục tự doanh của nó. Một cái đặc trưng của LS anh chị có thể để ý được là nếu mà so sánh LS với những cổ phiếu khác ở trong cùng ngành như là SI hay là HCM thì chắc chắn về lợi nhuận nôm na là môi giới và margin thì LS sẽ không bằng. Vì LS thì em biết được thì cái nền tảng nó thì thật ra nó không tập trung nhiều vào cái mảng đó, mà LS thì chủ yếu là về tự doanh. Vậy tức là nếu trong một môi trường thị trường tốt thì chắc chắn LS sẽ là mã được hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì nó tập trung rất nhiều tiền vào tự doanh, một lượng lớn tiền ở tự doanh. Trong khi đó đối với những mảng cổ phiếu khác như là SI, HCM, VCI thì họ phân bổ ra để phát triển các cái mảng khác nó ổn định hơn. Nên nếu xét thì mà ổn định thì chắc chắn SI, HCM hay là VCI, VND nó sẽ ổn định hơn là LS. Còn LS thì nếu mà thị trường tốt thì LS sẽ là mảng có biến động lớn nhất, bởi vì nó là cổ phiếu mang tính đầu cơ cao do nó phụ thuộc vào tự doanh rất là nhiều. Rồi ha. Rồi mình nói về bất động sản thì Nova và Phát Đài thì anh chị cứ hiện tại thì anh chị cũng rất là hạn chế tham gia, bởi vì bản chất là với việc giữ giá cổ phiếu như này thì cái rủi ro mà nó đi luôn cũng rất là cao. Tất nhiên là đi luôn ở đây thì không phải là trường hợp phá sản, bởi vì em nghĩ là trong trường hợp mà nó tệ nhất thì nó cũng sẽ sang tay cho một cái đơn vị khác để mà cơ cấu. Nhưng mà tất nhiên đối với em thì nó vẫn sẽ gặp khó thôi. Hầu như các cái dự án hiện tại của Nova thì nó cũng đã dừng lại rồi, như Nova World ở Phan Thiết cũng vậy. Em thấy là việc xử lý dòng tiền của Nova đang khá là quan trọng. Hiện tại họ đang cố gắng để có thể bán được cổ phiếu ra, dùng dòng tiền để tái cơ cấu doanh nghiệp, nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ cần thời gian, nên chắc chắn cái giá cổ phiếu của nó cũng sẽ là vấn đề. Vì sao mà nó lại giữ đi ngang lâu như vậy? Vì bản chất là ngay cả tay to, ngay cả doanh nghiệp họ cũng không tự tin vào việc là họ có thể tái cơ cấu thành công. Đó là cái mà em muốn nói, tức là ngay cả chính doanh nghiệp họ chưa biết được là họ có làm thành công hay không. Thì về bản chất là chúng ta là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta cũng không nên thực sự gọi là quá mạo hiểm để mà tham gia vào cái nhóm đó. Tất nhiên là về bất động sản hiện tại có một số cổ phiếu chúng ta có thể đáng lưu ý, như là EGC này cũng đang gọi là sau một cái quá trình gọi là giằng co và hình thành một cái biên, thì hiện tại nó cũng đang có thể, tức là về mặt cung cầu thì xét về mặt kỹ thuật thì hiện tại nó cũng đang có thể tiệm cận về cái vùng kháng cự trên này là loanh quanh đó khoảng tầm giá 17-18. Nhịp vừa rồi thì cũng minh chứng là thấy nó hấp thụ lượng cung khá là tốt, đặc biệt là sau cái đoạn cao trào đánh thủng cái vùng hỗ trợ loanh quanh cái giá tầm 12 thì sau đó bật lại rất là nhanh và sideways cho cái biên tầm 12-14. Thì đoạn vừa rồi thì dường như là đóng vai trò gọi là hấp thụ là cái lượng cung thôi. Là chúng ta nói về Nam Từ Liêm thì ngày hôm trước đó anh chị nào còn nhớ đúng không, em có nói với anh chị Nam Từ Liêm thì cầm tiếp cho em mà chờ lên cái biên trên tầm giá 18.5-19 để mình cân nhắc là có chốt hay không, tức là sideways. Thì ngày hôm trước ngày thứ tư nó cũng tăng lên một cây được 6% này. Thế thì hiện tại anh chị mình follow cho em cái vùng tầm 18-18.5 ha. Đó sẽ là cái vùng kháng cự mạnh của Nam Từ Liêm, thì khi đó mình mới cân nhắc là mình có nên bán hay không. Thì trước mắt thì nếu anh chị có hàng cứ cầm tiếp cho em thôi, đặc biệt là nếu mà volume nó test lại kháng cự lên quanh cái ngưỡng tầm 18.5 á mà nó thấp á thì em nghĩ là cũng giữ được tiếp chứ không phải là quá rủi ro. Rồi chúng ta nói về đây Hà Đô đi.
Hà đô thì hiện tại đang dàn co, chủ yếu là đang cân bằng. Theo cá nhân đánh giá hiện tại Hà đô là cân bằng trong cái biên tầm tầm 30 tới là lên khoảng tầm giá tầm 34. Nên hiện tại anh chị nào mà đang cầm thì chú ý cho em, cái vùng 34 sẽ là vùng kháng cự khá là mạnh của Hà đô. Trước mắt thì em nghĩ là Hà đô thật ra nó vẫn khỏe khỏe là bởi vì nó giữ giá được ở nền cao, thì minh chứng cho mà cho thấy được là hầu như nó chấp nhận là ai chốt thì nó hấp thụ hết. Nhưng mà anh chị chú ý cho em là hiện tại nếu anh chị nào mà đang cầm hàng thì có thể là mua thêm hoặc là mua mới, trong trường hợp mà nó rét được cái vùng kháng cự là cái vùng tầm 34-35 thì có thể là mua mới được, thì mình sẽ ưu tiên cho nó là cái target ngắn là khoảng tầm giá 40 ở vùng kháng cự mạnh trên này. Tức là sau mọi giai đoạn sideways quay hấp tụ thì mình có thể coi nhé, mua thêm hoặc là mua mới trong trường hợp nó rét qua cái vùng biên đó. Thì anh chị thấy được cái biên của Hà đô là lên quanh đó khoảng tầm là 34 cho tới biên dưới là khoảng tầm giá 30, thì tức là nó chạm biên trên thì nó sẽ bị tán ngược về và chạm biên dưới thì sẽ bật trở lại. Thì trong trường hợp mà nó rét qua hẳn được cái biên trên này thì mình có thể là mua thêm hoặc là mua mới. Thì đó là cách để mình mua trong cái momentum đi lên của nó sau một cái quá trình hấp thụ đi ngang. Rồi chúng ta nói về KDH này. KDH thì đặc thù là quỹ thì Vina họ đã bán hết rồi, thì xem như là họ đã đầu cơ xong. Thì thật ra là KDH em nghĩ là cũng sẽ không chết được liền, bởi vì bản chất là nó cũng đã dùng cái lượng tiền rất là lớn tham gia ở đây. Thì cho dù mình nói là Vina bán ra, nhưng mà tất nhiên thì Vina bán ra thì cũng có một cái tay khác họ cân trở lại. Nhưng mà trước mắt thì với trường hợp của KDH thì nếu mua mới thì anh chị chỉ ưu tiên cho em là mua qua giá tầm 25 nha, 25-25.5. Tức là nó là một trường hợp khá đặc biệt khi mà các quỹ họ đã phối ra rồi, nên mình chỉ ưu tiên mua mới ở một cái vùng hỗ trợ mà mình đánh giá là thực sự khỏe thôi. Thì em nghĩ là cái vùng tầm 25-25.5 là cái vùng hợp lý. Đến giờ thì sao quay, sao quay thì ưu tiên mua cho em là vùng tầm 12-12.5, không mua cao. Đối với những mã này thì sao quay thì nó cũng chả biết được nó có lên được hay không, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại. Đa phần những cái mã sao quay là bản chất là họ cũng đang chờ thị trường ấy, tức là doanh nghiệp họ cũng đang chờ thị trường thôi. Nhưng mà cái điểm cộng của nó là bởi vì cái vùng đáy nó volume cao, thì tức là em đánh giá là gì, là cái vùng này là cái vùng mà đến giờ đã có lượng, tức là đã mua trở lại một lượng hàng rồi, đã có mua lại một lượng hàng rồi, nên mình hoàn toàn có thể kỳ vọng được là cái vùng sao quay này mình follow được, tức là mình đánh được. Thì trong trường hợp mà nó rớt qua được cái biên trên tầm 15 thì khả năng cao nó sẽ về là cái vùng tầm 20 ở phía trên. Rồi Hòa Bình này, Hòa Bình thì cơ bản là yếu, em nghĩ Hòa Bình vẫn yếu. Trước mắt thì em định nghĩ là với việc thị trường đang tôi nói tốt, chắc là nhiều cổ phiếu vẫn đang có đồ thị cũng như là diễn biến giá tốt, thì mình sẽ không vội vàng mà cũng như không lý do gì để mình tham gia vào một cổ phiếu đang có sự lâm sùm ở trong nội bộ. Tất nhiên là chúng ta đánh giá, thật ra theo quan điểm cá nhân của em nha, Hòa Bình là một doanh nghiệp theo em là rủi ro, bởi vì bản chất là lượng nợ của nó quá nhiều, thực sự là như vậy. Thì với một cái lượng nợ nhiều như vậy và lượng phải thu lớn như vậy thì về bản chất doanh nghiệp họ không có khả năng xử lý nợ tốt. Thì trong trường hợp rủi ro nhất thì mình nói đó chính là họ mất đi một cái lượng lớn phần phải thu đó, thì doanh nghiệp cũng như là book value của doanh nghiệp cũng sẽ giảm đi thôi. Nên em nghĩ là Hòa Bình vẫn là một cái case để anh chị theo dõi, đáng theo dõi, để mình biết được là những cái case thâu tóm, những cái case gọi là đấu đá nội bộ với nhau nó sẽ tác động như thế nào lên giá cổ phiếu. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức gọi là theo dõi thôi, chứ mình không nên tham gia trực tiếp vào, vì cái độ rủi ro của nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc chúng ta tham gia những cổ phiếu khác ở trên thị trường. Rồi đó là với Hòa Bình nha. Còn về Hòa Phát thì như nãy nói là Hòa Phát anh chị theo follow lại cái lúc nãy em nói, chủ yếu là sau khi công bố về thông tin lợi nhuận kỷ lục thì chúng ta sẽ xem là cái quá trình hấp thụ như thế nào. Thì trong trường hợp nếu mà 2-3 phiên tới nó vẫn chấp nhận, ví dụ Hòa Phát nó vẫn chấp nhận giữ được cái giá trên tầm 21 thì khi đó mình có thể là mua thêm được hay là mua mới được. Đối với Hòa Phát ha. Còn lý do vì sao thì em giải thích rất là kỹ với anh chị rồi, tại sao chúng ta không, tức là lại chờ khi mà lợi nhuận quý 4 ra chúng ta lại mua, thì em nói với anh chị rồi ha. Và cả Hoa Kia, Hoa Sen và Nam Kiêu cũng vậy. Tất nhiên là Hòa Phát là leader, nên chúng ta sẽ chú ý nếu mà anh chị nào mà đánh nắp lớn thì sẽ ưu tiên tham gia Hòa Phát hơn. Còn nếu anh chị nào mà đánh nắp bé hơn một xíu thì có thể là tập trung tham gia ở Nam Kim hoặc là Hoa Sen, bởi vì bản chất là những con này sẽ có biên độ lớn. Mà tất nhiên thì em vẫn đánh giá là cái quá trình hấp thụ của Hòa Phát nó sẽ quyết định và cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái giai đoạn đi lên của nhóm ngành thép này. Tiếp theo mà nói về dầu khí hiện tại thì em nghĩ là với BSR thì từ đó BSR cũng sẽ khó đi lên nhanh. Nhưng mà có một điểm cộng em đánh giá là BSR hiện tại khả năng cao đó có thể đây sẽ là vùng đáy của nó. Tức là bởi vì nó đã có những cái đòn cao trào. Nhưng mà trước đó BSR cái điểm mà mình ghét nhất của nó bởi vì nó giảm một cách từ từ á, thì nó không có chết một cách đau đớn á, nó khiến cho nhà đầu tư người ta kỳ vọng. Thì giai đoạn sau đặc biệt là cái vùng giá tầm 18 đến rất gì 12 á, đặc biệt là gần giá 10 đi, thì nó rất là cao trào. Thì đó là một minh chứng cho thấy được là khả năng rất là cao BSR nó sẽ tạo đáy được quanh cái vùng tầm 10 đến 12. Nhưng mà để nói được là cái vùng mua thì em nghĩ là chúng ta sẽ ưu tiên mua ở vùng tầm 14. Tức là giai đoạn này chúng ta có thể kỳ vọng BSR sideways là trong cái biên tầm 14-15 ấy, là 14-16 chứ. Thì mình sẽ ưu tiên mua cái vùng 14-15 thì xem như đó sẽ là cái vùng mà em nghĩ là tương đối an toàn. Và chúng ta giai đoạn sau đó BSR là một con đánh rất là khó chịu, anh chị cứ nhìn đi. BSR không bao giờ đánh một kiểu đi lên luôn mà nha, đi lên rơi đi lên rơi đi lên rơi. Tức là nếu anh chị nó muốn cầm BSR thì thực sự phải xác định cho em cái bức tranh dài hạn của nó. Bởi vì BSR đánh cực kỳ khó chịu, biên độ rất là lớn và hầu như là sau một cái đoạn cao trào thì luôn luôn có đợt điều chỉnh rất là sâu.
chỉnh rất là sâu luôn. Thì bây giờ BSR bây giờ nó có tiếng về 18 mà chỉnh về 14 là bình thường, nên chị để cho em cái đó nha. À, nên về điểm mua thì mình sẽ ưu tiên mình chờ hơn là mình mua đuổi ở đây. Thì ưu tiên cho em, nếu mà có mua BSR thì ưu tiên là 14-15 ha. Rồi BBD, BBD và BBS thì như là vẫn đang trend lên thì vẫn cầm tiếp được nếu mà đang có hàng. À, về mặt kỹ thuật thì hiện tại nó vẫn đang ở trong nhịp tăng số 1, tương tự những cổ phiếu hồi nãy em nói. Đây BBD nếu anh chị nào mà để ý, thì em nói với anh chị nè, những con mà đi lên kiểu này là những con đi lên rất là khó chịu. Tức là đi lên mà từ từ đi lên kiểu này người ta nghi ngờ, người ta không dám mua. À, nhưng mà thường nó cứ lên hoài vậy đó. Thế là, thì anh chị thấy được là gì, đặc trưng là gì, nó đi lên một nhịp không có hai đỉnh. Thì với những con này thì cái độ rủi ro không có cao. À, thì BBD hiện tại vẫn là một mã tương tự như vậy, nhưng mà kháng cự giá 22 của BBD rất là dày, nên chắc chắn hôm đó lượng cung ra sẽ mạnh. Nên nếu anh chị nào mà hiện tại mà xét mua mới thì nghĩ là không nên, mà bắt đầu chúng ta sẽ chờ xem là nó hấp thụ cái lượng cung quanh 22 nó như thế nào. Đấy, bởi vì bản chất là mình thấy lượng cung rất là mạnh này, mình không có dạy gì mình lao vào ngay hết. Còn đối với BBT thì ngày hôm trước có nói với anh chị là mua được là quanh giá tầm 20 đúng không? Đấy, quanh giá tầm 20 là mua được, thì hiện tại BBT nó vẫn đang đi, BBT nó đang bật trở lại. Ra như thế không? BBT là đang ở nhịp số 1 nè. Thì sau khi bị chốt một cái nhịp thì bây giờ đang bật vào nhịp số 2. Đó, thì mình đã chờ cái nhịp số 2. Nên nếu trước ngày anh chị nào mà mua được giá 20 thì có thể kỳ vọng được cái vùng tầm 22-23. À, để mình canh chốt ngắn ha. À, đấy là BBT. Đây đó là cách tụi mình nhìn, và mình có thể là nó cách tụi mình dựa vào cái việc là mình đánh giá về cả tâm lý và về cả những cái pattern. Ở đây kiểu như Vietcombank này, kiểu BBD là BBT là vậy. Chạm kháng cự mạnh, tán ngược về phát quanh giá tầm 17, nhưng mà sau đó kéo ngược lên lại tầm 92 luôn. Đấy, thì BBT cũng đang đi theo con đường đó. Nên nếu anh chị nào mà đang cầm thì cứ follow tiếp trên cái vùng tầm 22-23 ha. Rồi, à, đó là dầu khí. Thì năm nay là một số nhóm ngành tiêu biểu thôi. À, mình không có thể đi qua cụ thể được các cái nhóm ngành ở trên thị trường. À, nhưng mà hy vọng đó là một cái video ngày hôm nay cũng đã giúp cho anh chị mình có một cái góc nhìn tổng quan về thị trường cũng như là một số cái lưu ý ở trong năm 2023. À, thì cảm ơn chị rất là nhiều. Thì video đầu năm hy vọng anh chị sẽ dành cho em một nút like, một nút subscribe kênh, đăng ký kênh. À, nếu anh chị chưa đăng ký, cũng như là nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại VBS, có thể là kết bạn Zalo với em ha, hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Một lần nữa xin kính chúc anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng cũng như là vạn sự như ý, đặc biệt là chúng ta đầu tư thành công vạn sự để có thể là có một cái lợi nhuận tích cực ở trong năm 2023. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp nha. Chúc anh chị một buổi tối tốt lành cũng như là có một cái phiên dịch đầu năm mới ngày mai thường là suôn sẻ. Tạm biệt mọi người.